À, xin chào mọi người. Có ai mong muốn đọc cuốn Nhà Quản lý Linh Hoạt này không? Tôi tin là cuốn sách này sẽ hấp dẫn các nhà quản lý ở trong khu vực tư cũng như là khu vực công. Tôi sẽ xin chờ đợi các bạn một xíu. Chờ những bạn quan tâm vào đã nhỉ. Nhà Quản lý Linh Hoạt. Tác giả của cuốn sách là Tiến sĩ Cherry Vũ và Rob England. Cô Cherry Vũ, rất tình cờ tôi lại được biết cô chính là người bạn đồng nghiệp của tôi cách đây nhiều năm, rất nhiều năm. Đó là năm 2004-05 thì tôi học lớp thạc sĩ phương pháp sư phạm. Trong cái đợt tuyển chọn đó, để vào cái lớp thạc sĩ phương pháp sư phạm thực hành của Đức thì đã học cùng lớp với chị Đào. Chị tên ở Việt Nam là Đào. Và sang khi mà chị học tiến sĩ rồi chị định cư, lấy chồng và định cư ở bên New Zealand thì tên là Cherry Vũ. Dạ, chị Đào là bạn đồng chúng tôi đã từng quen nhau. Tôi không cùng khoa cùng chuyên môn với chị, chỉ là cùng trường thôi, dạy cùng trường Học viện Chính gia ở Hà Nội thôi. Khi đó tôi còn đang ở Hà Nội và tôi rất là thấy chị rất là thú vị ở chỗ là chị rất là cá tính, hài hước, thông minh và rất là độc lạ luôn á, đúng là một con người độc lạ. Và hôm nay tôi đọc cuốn sách này thì vô cùng tò mò và ngạc nhiên. Thật sự tò mò là xem một con người mình đã từng tiếp xúc 15 năm về trước họ thay đổi như thế nào. Họ đã phát triển ra sao? Và vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy cái thành tựu của chị và chồng chị. Đây là cuốn sách được viết bởi chị và chồng chị. Chị là tiến sĩ về chính sách công, còn hai vợ chồng đều là những người quản trị doanh nghiệp. Tôi sẽ đọc giới thiệu về chị và chồng và đây là chính là hai tác giả của cuốn sách này nha. Tiến sĩ Cherry Vũ là chuyên gia quốc tế về quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt, chuyên gia đào tạo các nhà lãnh đạo và quản lý tại New Zealand và Việt Nam. Bà là chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm với bằng tiến sĩ về chính sách công của Đại học Victoria Wellington, thạc sĩ quản lý công của Potsdam, Đức và ba bằng cử nhân luật tiếng Anh và văn hóa ở Việt Nam. Cherry là một nhà lãnh đạo tư tưởng quốc tế về doanh nghiệp linh hoạt. Bà là một trong 100 phụ nữ trên thế giới có đóng góp trong lĩnh vực Learn and Agri toàn cầu và là diễn giả quen thuộc trong các hội nghị quốc tế lớn tại Anh, Mỹ, New Zealand và Úc. Tiến sĩ Cherry Vũ cũng là nhà sáng lập và lãnh đạo của tập đoàn của Việt Nam Business Agility Việt Nam. Bà đi đầu trong việc đưa các khái niệm về doanh nghiệp linh hoạt vào Việt Nam và giúp các cộng đồng doanh nghiệp trong nước áp dụng chúng. Cherry Vũ đã và đang thành công trong việc tư vấn huấn luyện nhiều tổ chức doanh nghiệp chuyển đổi từ cách làm việc và quản lý truyền thống sang các cách thức tiên tiến và hiệu quả, đạt hiệu quả cao. Ông Rob England là chồng của bà, là một nhà tư vấn quản lý độc lập, chuyên huấn luyện đào tạo cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý trên toàn thế giới. Ông cũng là nhà bình luận, diễn giả quen thuộc trên các diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn trong ngành IT và trong lĩnh vực quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt. Đó, Rob là một nhà lãnh đạo tư tưởng được quốc tế công nhận và là tác giả của nhiều cuốn sách được xuất bản được độc giả yêu thích. Đó, và hai vợ chồng đã là đồng tác giả của ba cuốn sách tiếng Anh và một cuốn sách tiếng Việt. Cuốn sách tiếng Việt này tôi cũng đang rất là quan tâm, nó có tên là Con mình chẳng lẽ lại vứt. Con mình chẳng lẽ lại vứt, độc đáo không ạ? Và chị chia sẻ trong mối cộng đồng dạy con tuổi đồng hành cùng con tuổi dậy thì cũng khá là nổi. Và thương hiệu Unicorn của anh chị là thương hiệu của chúng tôi với tư cách là một đội ngũ tư vấn và đào tạo về quản lý tổ chức linh hoạt ở Việt Nam. Đó, và tổ chức này đã gia tăng gấp đôi quy mô 2 năm về trước. True Hill là một tập đoàn đa quốc gia đã tăng gấp đôi quy mô 2 năm về trước và Rob là giám đốc điều hành và Cherry chính là CEO. Trụ sở toàn cầu chính của chúng hai vợ chồng là ở New Zealand. Đó, đấy là một vài thông tin về hai tác giả và những lời đánh giá của những người đã áp dụng cái mô hình quản lý linh hoạt của hai tác giả cùng những người độc giả trên thế giới nhận xét về cuốn sách này rất là đáng để chúng ta quan tâm. Tôi xin đọc một hai nhận xét thôi, rất nhiều nhận xét, tôi xin đọc một hai nhận xét thôi. Đây là nhận xét của chị Huỳnh Thúy Hằng. Sau một năm rưỡi ứng dụng các phương thức quản lý mới của Cherry Unicorn, tôi cùng đồng đội hạnh phúc hơn khi chúng tôi đã và đang trở thành doanh nghiệp linh hoạt. Mỗi cá nhân đều có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí công việc. Tất cả các đồng đội đều là chỗ dựa của nhau cùng vui buồn với sự thành bại của bất kỳ thương vụ nào cho dù người chốt hợp đồng là ai. Không có cấp bậc, không có máy chấm công, không cần người hô hào. Nhưng mỗi thành viên đều ý thức về giờ giấc, tự giác với công việc của mình và việc chung của tập thể. Ai cần giúp chưa kịp lên tiếng thì mọi người đã chủ động hỗ trợ, lãng phí được cắt giảm 60%, doanh thu cao hơn gấp 2-3 lần so với lúc quân số đông nhất. Đã, chúng ta thấy đáng nể không ạ? Một nhận xét nữa của CEO Hoàng Tuấn Anh.
Sau khi cố gắng áp dụng rất nhiều phương thức quản lý tốn kém chi phí, thời gian, nguồn lực, nhưng kết quả đạt được rất hạn chế, tôi đã tìm đến phương pháp quản lý linh hoạt của Trail Unicorn và tôi đã thấy nó thực sự hiệu quả. Ý tưởng của phương pháp này là phương pháp quản trị nhân văn nhất mà tôi đã từng tiếp cận. Trail Unicorn giúp hoàn thiện kỹ năng cá nhân, mỗi thành viên trong tổ chức được sống thực sự trọn vẹn. Họ liên tục được hoàn thiện bản thân và Trail Unicorn đã giúp chúng tôi thực sự trở thành một nhóm linh hoạt, tăng khả năng thích ứng của nhóm với các biến động không ngừng của thị trường. Đã. Với cái thời đại mà bất định như hiện nay thì đây là một giải pháp rất là tuyệt vời. Cái tư tưởng của nhà quản lý linh hoạt này còn được có một cái đánh giá rất là dễ thương và cái tính ứng dụng của nó ở đây. Đây, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe cái bình luận của độc giả thế giới nha. Một chuyên gia tư vấn độc lập là có viết nhận xét rất là ngắn nhưng mà rất là đáng quan tâm này. Hãy mua cuốn sách này, đọc nó, nghiền ngẫm nó, tiếp thu các khái niệm, nó hữu ích, kích thích tư duy, chứa đựng nhiều thông tin bổ ích và dễ áp dụng. Quả thật là khi tôi đọc cuốn sách này, tôi ưng nhất là nó được viết theo phong cách của phương Tây và rất dễ áp dụng ạ. Những cái nội dung ngắn gọn, cụ thể và hướng dẫn, cầm tay chỉ việc. Và cái tư tưởng nhà quản lý linh hoạt này còn được khơi gợi là áp dụng trong những cái gia đình. Trong gia đình để nuôi dạy con linh hoạt, để trở thành những cha mẹ linh hoạt và hạnh phúc và những đứa con hạnh phúc nữa. Và chị đã viết cái cuốn là con mình chả nhẽ lại vứt là theo cái tư duy về cha mẹ linh hoạt đó. Có một đoạn giới thiệu của anh chị như thế này, của hai tác giả như thế này. Thế giới đang thay đổi quá nhanh khiến chúng ta không thể tiếp tục áp dụng những cách làm việc và quản lý cũ. Là những chuyên gia về quản lý linh hoạt và doanh nghiệp linh hoạt, chúng tôi muốn chia sẻ những ý tưởng đã được áp dụng thành công của mình với các bạn. Những cách quản lý mới đầy sáng tạo sẽ đảo ngược các nguyên tắc mà chúng ta từng dựa vào để xây dựng nên tổ chức của mình. Cuốn sách này sẽ chất vấn bạn bằng những thách thức đó, đồng thời giải thích chúng và chỉ ra bạn cái cách tiến tới cách quản lý mới. Vâng, đó là lời giới thiệu của tiến sĩ Cherry Vũ và Rob England. Và tôi cô bạn đồng nghiệp của tôi, một giảng viên của Học viện Quốc gia ở Hà Nội đã viết về cuốn sách rất là dễ thương thế này, tôi xin trích đọc nha. Cuốn sách này rất là đặc biệt về kết cấu và nội dung. Quả thật là nó rất đặc biệt, nó không giống những cuốn sách kiểu thông thường và có rất là nhiều những cái thuật ngữ chúng ta cần phải tìm hiểu ở phần mục lục cũng như là phần phụ lục để hiểu được nội dung bên trong của cuốn sách. Cuốn sách được viết theo lối linh hoạt, chính cái cách tư duy linh hoạt áp dụng ngay vào việc thiết kế cuốn sách ạ. Và chúng ta có thể đọc bất kỳ phần nào cuốn sách chứ không nhất thiết là phải theo một cái trình tự mới hiểu được. Và về mặt nội dung thì tôi thấy có một vài ý mà bạn Quyên Nguyễn bạn ấy đã nhấn mạnh mà tôi thấy đồng cảm nên là tôi xin đọc. Thứ nhất đó là trong khi mọi tổ chức đều coi người lao động như là một công cụ tài nguyên của mình, thuật mở ngoặc thuật ngữ quản trị nguồn nhân lực đó, quản lý nguồn nhân lực đó, thì tác giả lại đề xuất hãy đối xử với họ, người lao động đó, đơn giản là những người trưởng thành và nhất là ngang hàng với ông chủ. Trong khi chúng ta vật vã với việc lập kế hoạch vĩ đại, đôi khi cứng nhắc 5 năm, 10 năm và hơn thế nữa, thì Cherry lại đề xuất các kế hoạch liên tục phát triển, liên tục bỏ đi và thay thế bởi đến ngày mai còn chưa biết như thế nào. Trong khi lãnh đạo các tổ chức nỗ lực xây dựng quy trình làm việc văn bản hóa, thậm chí là quy chế hóa, yêu cầu mọi người trong tổ chức phải tuân thủ triệt để, thì Rob và Cherry lại khuyến khích mọi người tự tổ chức công việc và phát triển hệ thống làm việc riêng dưới sự hướng dẫn của người quản lý lãnh đạo. Khi các tổ chức tìm mọi cách xây dựng chỉ số KPI càng chi tiết cụ thể để đo lường công việc, đánh giá nhân viên, thì hai tác giả này lại khuyên nhủ quên cách quản lý con người bằng những con số đó đi. Hãy chung lưng đấu cật xây dựng mục tiêu chung và chống lưng cho nhau trong quá trình thực hiện mục tiêu đó. Chúng ta thấy cái nhận xét này, chúng ta đã hiểu được cái nhận xét của cô Hằng và anh Tuấn Anh lúc nãy. Tôi đọc. Xu hướng của hầu hết các tổ chức là tìm cách kiểm soát rủi ro và thực tế cũng có rất nhiều lớp học đã được mở ra để giảng dạy để quản trị rủi ro. Cherry lại bảo quên mùa xuân nó đi, bởi có kiểm soát đằng trời thì rủi ro vẫn xảy ra. Thay vì kiểm soát hãy chấp nhận rủi ro, chỉ có sự linh hoạt mới có thể giảm thiểu rủi ro. Khi mọi người hỏi Cherry và Bob về bí quyết giúp các tổ chức thành công thì hai là gì, thì hai người đó nói rằng bí quyết là chả có bí quyết gì hết. Tổ chức nào cũng có sự tôn trọng, niềm tin, minh bạch, trung thực, chân thành, yếu đuối, cởi mở, chia sẻ, văn hóa, v.v. Tổ chức nào những con người trong đó dám thành thật với chính mình, dám cho đi những điều mình có được một cách chân thành, thì tổ chức đó chắc chắn thành công. Luôn ghi nhớ một điều đơn giản, một đội không phải là một nhóm người làm việc với nhau, một đội là một nhóm người tin tưởng lẫn nhau. Tôi rất thích cái tư tưởng ở đoạn trích dẫn này của bạn Quyên. Nhưng lạ hơn cả là các tổ chức nghe theo những xúi dại kỳ lạ trên đều thành công và vượt qua khủng hoảng một cách ngoạn mục.
Tác giả thậm chí còn khuyến cáo rằng tất cả các lý thuyết về quản lý linh hoạt trong tổ chức này bạn cũng có thể áp dụng cho gia đình nhỏ của mình để tạo ra những cha mẹ linh hoạt và hạnh phúc, con cái hạnh phúc và xa hơn nữa là một cộng đồng hạnh phúc. Còn rất nhiều điều bất hợp lý đến kỳ lạ mà hơn nữa trong cuốn sách này, và bạn hãy tự đọc và chiêm nghiệm nó nhé. Đó là bạn Quyên Nguyễn, bạn Nguyễn Thị Quyên, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia. Ở trường tôi thì chuyên dạy các nhà quản lý, chủ yếu là quản lý trong lĩnh vực nhà nước. Và bạn ấy đã học được rất là nhiều điều từ cái cuốn sách Nhà quản lý linh hoạt này. Chúng ta cùng khám phá nha. Tôi đọc tôi thấy rất là thích thú, cách viết hấp dẫn lắm các bạn, rất hấp dẫn và rất thực tế. Toàn bộ những lý thuyết quan trọng thì nó ở phần phụ lục. Những khái niệm quan trọng, những lý thuyết quan trọng, đây tôi sẽ đọc cái phần mục lục cho chúng ta thấy là cái kết cấu của cuốn sách nha. Cuốn sách khá là dày ạ, 378 trang với nhiều phần. Phần ngoài phần giới thiệu và phần phụ lục rất dày dặn ra, rất nhiều đó, rất nhiều thông tin đó, thì có 4 phần. Phần giới thiệu có những cái nội dung rất là cụ thể. Tại sao lại có cuốn sách này? Tại sao bạn cần những cách quản lý mới? Cái gì vậy thì sao? Các phương thức làm việc mới, thách thức đối với chúng ta. Các phương thức quản lý mới, sự phục hưng và nhận thức quản lý. Trạng thái mục tiêu, các giải pháp của Tell Unicorn. Câu chuyện về sự linh hoạt, các thuật ngữ. Phần 1 là các phương thức tư duy mới. Phần 2 là phương thức quản lý mới. Phần 3 là phương thức làm việc, các phương thức làm việc mới. Và phần 4 là bắt đầu các phương thức mới. Với những nội dung rất cụ thể ạ. Ví dụ như phần 1, các phương thức tư duy mới, có tư duy về con người, về khách hàng, văn hóa, niềm tin, sự minh bạch, cải tiến, sự rắc rối, sự linh hoạt, thất bại, khoảng trùng, dòng chảy, khoa học và tóm tắt các nguyên tắc. Và mỗi chương đều có phần suy ngẫm, tóm tắt lại rất là cụ thể. Phần 2 là các phương thức quản lý mới, những khái niệm quản lý mới, thực hành quản lý linh hoạt, quản lý nhân sự linh hoạt và suy ngẫm của cái chương 2 đó, phần 2 đó. Phần 3 là các phương pháp làm việc mới, có cải tiến, dòng chảy hệ thống, sự linh hoạt, quản lý dịch vụ, quản lý sản phẩm và suy ngẫm. Phần 4 là bắt đầu các phương thức mới, thay đổi chính mình, thay đổi tư duy tổ chức, thay đổi đội ngũ quản lý, thay đổi cách làm việc, mô hình quản lý Unicorn, cỗ máy cải tiến, văn phòng tiến bộ, thử nghiệm, ăn mừng và chia sẻ, tương lai của quản lý linh hoạt, những bước phía trước và sự suy ngẫm. Phần mục lục, một phần phụ lục thì rất là nhiều những cái khái niệm và lý thuyết liên quan tới quản lý, đặc biệt quản lý linh hoạt, như là nhắc cái Kaizen của Nhật, rồi cải tiến Kata, lý thuyết hệ thống rắc rối, quản lý theo tình huống, chuẩn mực cộng tình huống, tinh gọn, lý thuyết về sự ràng buộc, DevOps, linh hoạt, Scrum, Kanban, mô hình chính sách quản trị, khuyến đọc là một loạt những cái sách chuyên môn cho để hiểu được cái vấn đề trong cuốn sách này. Lời cảm ơn giới thiệu tác giả và cộng đồng nhà quản lý linh hoạt. Các bạn có thể lên tìm hiểu liền về hai tác giả này cũng như là những cái cách thức quản lý linh hoạt trên một cái trang Facebook, có nhóm Facebook có tên là Câu lạc bộ các nhà quản lý linh hoạt. Chúng ta đánh liền nhau, Câu lạc bộ các nhà quản lý linh hoạt là ra liền. Thì chúng ta sẽ biết hai tác giả là ai và họ đã làm được gì cho cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam và New Zealand. Và bản thân họ cũng đã có những doanh nghiệp rất là thành công, vượt bậc trong nhiều năm qua. Họ là những người làm thực tế. Cô Cherry Vũ vừa là nhà nghiên cứu, vừa là người làm thực tế, và ông Rob England cũng vậy. Vâng, tôi sẽ xin đi vào nội dung nha, vì những nội dung rất là hấp dẫn đang cần chúng ta khám phá. Chúng tôi quan tâm đến việc làm thế nào để quản lý một cách linh hoạt, chứ không phải làm việc linh hoạt như thế nào. Điều đã được các tác giả khác viết khá nhiều. Một số cuốn sách về quản lý linh hoạt dường như không thể tách rời hai khái niệm này, khái niệm quản lý linh hoạt và làm việc linh hoạt. Các nhà quản lý tất nhiên cần biết cách thức để làm việc linh hoạt hơn, nhưng điều họ thường bỏ qua là hoặc nhầm lẫn là cách quản lý công việc đó. Chúng tôi nhận thấy cần đúc rút kinh nghiệm làm việc của mình để chia sẻ cho độc giả qua cuốn sách. Đây không phải là cuốn sách xuất sắc và chưa đạt tới sự hoàn hảo. Chúng tôi muốn xuất bản theo một cách linh hoạt. Nó chỉ mới là một cuốn sách khả dụng, tối thiểu, và chúng tôi còn phát triển nó theo thời gian. Chúng tôi viết theo lối đàm thoại, không quá nghiêm cẩn, vì đó là cách chúng tôi làm việc. Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa. Hiện bạn đang có cuốn sách này trong tay và chúng tôi hy vọng bạn có thể áp dụng nó và tạo ra giá trị từ nó. Trong cuốn sách này, Tell Unicorn tập hợp những ý tưởng được sử dụng cho quá trình huấn luyện và tư vấn về quản lý linh hoạt cho các tổ chức. Tức là hai người này đã áp dụng thực tế, nghiên cứu và đi đào tạo, đi phát triển rất là nhiều và sau đó mới có cuốn sách này. Cuốn sách được viết theo mạch xuyên suốt nhưng một số phần được viết ngắn gọn, đơn giản, chỉ là nêu vấn đề để bạn tự tìm hiểu thêm. Chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực quan trọng nhất cho những ai muốn khám phá những cách thức quản lý mới. Chúng tôi cố gắng không viết quá nhiều lý thuyết mà chỉ gợi mở về chúng. Còn lại thì tập trung vào những chỉ dẫn mang tính thực hành.
Nên ai mà thích mà chỉ dẫn mang tính thực hành của một cái phương thức quản lý linh hoạt phù hợp với thời đại hiện nay, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid, cái sự sống còn của doanh nghiệp phụ thuộc vào cái sự linh hoạt để mà thích ứng với sự thay đổi của chúng ta, thì đây là một cuốn sách rất là đáng giá cho bạn. Nếu bạn hiểu những ý tưởng này và thực hiện chúng như một thói quen, bạn sẽ làm mà không cần suy nghĩ, nghĩa là bạn cần trở thành một nhà quản lý mới, nhà quản lý linh hoạt. Cuốn sách này bao gồm 4 phần như tôi vừa mới giới thiệu trong phụ lục. Đặc biệt là phần phụ lục sẽ tập hợp các lý thuyết, các mô hình về linh hoạt được chúng tôi sử dụng xuyên suốt trong cuốn sách. Đây là những kiến thức nền cho những nhà quản lý linh hoạt và chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc qua trước để làm quen với những thuật ngữ được nhắc đến trong cuốn sách. Cuốn sách này dành cho tất cả cấp quản lý, điều hành cùng những nhà lãnh đạo hoặc tư vấn doanh nghiệp. Các phương thức quản lý mới này có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực và mọi tổ chức như là doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Trong môi trường kinh doanh thực tế có nhiều ngựa hơn là kỳ lân. Ngựa ở đây là các tổ chức được thành lập với cấu trúc quản lý truyền thống, chúng tôi gọi vui như thế. Các tổ chức này cần những cách làm việc và quản lý mới nhiều hơn là các tổ chức kỳ lân đã và đang hoạt động theo những cách mới này. Thế giới đang thay đổi quá nhanh khiến chúng ta không thể tiếp tục áp dụng những cách quản lý, cách làm việc và quản lý cũ. Là những chuyên gia về quản lý linh hoạt và doanh nghiệp linh hoạt, chúng tôi muốn chia sẻ ý tưởng đã được áp dụng thành công của mình với các bạn. Những cách quản lý mới này đầy thách thức sẽ đảo ngược những nguyên tắc mà chúng ta từng dựa vào đó để xây dựng nên tổ chức của mình. Cuốn sách sẽ chất vấn bạn vào những thách thức đó, đồng thời giải thích chúng và chỉ cho bạn cách tiến tới những cách quản lý mới. Thoạt nhìn ý tưởng này có vẻ điên rồ, không làm được hoặc hoàn toàn sai. Tuy nhiên hãy để chúng tôi giải thích ý nghĩa của chúng và hướng dẫn bạn cách áp dụng. Tại sao? Bắt đầu với câu hỏi tại sao là một nguyên tắc của Sigmund Freud. Chỉ khi hiểu được lý do tại sao đằng sau những công việc mà chúng ta đang làm thì chúng ta mới có thể suy nghĩ về cái gì và làm như thế nào cho đúng. Tại sao bạn cần những cách quản lý mới? Xã hội đang thay đổi liên tục và có những trạng thái ổn định. Tất cả mọi thứ đều không ngừng phát triển dưới sự thúc đẩy của một cỗ máy khoa học và công nghệ khổng lồ. Số nhà khoa học đang làm việc hiện nay nhiều hơn tổng số nhà khoa học trong quá khứ cộng lại. Internet kết nối chúng ta và tốc độ chia sẻ nhanh hơn bao giờ hết. Kỹ thuật số, sinh học và các ngành công nghệ vật liệu đang tạo ra những triển vọng mới mỗi ngày. Kết quả là sự thay đổi của xã hội tạo ra những giá trị mới, cách suy nghĩ và hành động mới. Điều này tạo ra những rủi ro lớn cho tất cả các tổ chức. Chúng ta không thể đáp ứng các nhu cầu mới đủ nhanh. Những gì chúng ta cần là liên tục thay đổi. Nếu thời gian thực hiện một công việc quá lâu có nghĩa là chúng ta đang đi sai hướng. Chúng ta không thể điều chỉnh những gì mình đang làm đủ nhanh theo nhu cầu thay đổi của thị trường. Chúng ta cố gắng thay đổi quá nhiều thứ cùng một lúc nhưng nếu không thay đổi đúng cách thì sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương lai mờ mịt và không thể đoán định. Sự bất ổn và biến động ảnh hưởng xấu đến tinh thần của nhân viên. Mọi thứ trở nên ngày càng phức tạp. Chúng ta trở nên quá chậm chạp để sửa chữa mọi thứ. Thay đổi một cách vội vã không khắc phục các vấn đề dẫn tới chất lượng kém. An ninh tổ chức bị suy yếu và bị bỏ qua khi chúng ta ở trong tình trạng vội vàng. Để giải quyết những rủi ro trên, chúng tôi đo lường sự thành công của một tổ chức dựa trên 4 yếu tố sau. Một là chất lượng công việc. Khách là hàng hài lòng như thế nào, chúng ta đang mang lại giá trị gì cho họ. Hai, vận tốc và thông lượng của công việc. Thông lượng là số sản phẩm hay dịch vụ mà một doanh nghiệp có thể sản xuất và cung cấp cho khách hàng trong một khoảng thời gian xác định. Chúng ta có làm việc đủ nhanh chóng không? Yếu tố thứ ba, đó là tính bền vững của công việc. Chúng ta có thể tiếp tục làm việc như vậy lâu dài không? Yếu tố thứ tư là cải thiện. Chúng ta có đang trở nên tốt hơn không? Chúng ta thích nghi nhanh chóng như thế nào với hoàn cảnh? Bạn đang thực hiện điều trên sao? Liệu có phải tất cả 4 khía cạnh trên đều đang tốt lên theo thời gian trong vài năm qua? Nếu cách bạn làm việc hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu của tổ chức, cũng như bạn đang phát triển mạnh, dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, bạn có thể tiếp tục làm theo cách đó trong thời điểm này. Tuy nhiên, hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề hiện nay đều đang bị phá vỡ bởi những mô hình mới. Vì vậy, việc để mắt tới những gì xảy ra phía trước là một điều khôn ngoan. Nhưng nếu cách bạn làm việc hiện tại không giúp tổ chức bạn đạt được những gì cần đạt, bạn không thành công như mong đợi và tụt lại phía sau, thì tiếp tục theo cách làm cũ không phải là một chiến lược tốt. Điều đưa bạn đến hiện tại sẽ không dẫn bạn đến tương lai. Vâng, và rất nhiều những cái phân tích khác của tác giả để chúng ta hiểu hơn là tại sao cần phải có cái sự thay đổi về mô hình quản lý và tại sao lại là quản lý linh hoạt. Vâng. Tôi sẽ xin đọc một đoạn về cái thách thức đối với chúng ta nha, để chúng ta rõ hơn nha. Rất nhiều nhà quản lý nói chúng tôi rằng họ hiểu những cách làm việc mới và yêu cầu chúng tôi giúp họ sửa nhân viên của họ. Nói như vậy, họ vẫn chưa nhận ra sự cấp bách của việc thay đổi cách quản lý. Nếu nhiều người không hiểu đúng cũng như
cũng không nói những điều đúng, và những người thực sự có thể làm đúng những điều đúng còn ít hơn. Những người nha, tôi nhắc lại câu này nha, nhiều người không hiểu đúng, không nói những điều đúng, và những người thực sự có thể làm đúng những điều đúng còn ít hơn. Khi bạn kiểm tra xem bạn đã làm những điều sau đây chưa, chúng ta thử test nha. Các bạn đang là chủ doanh nghiệp, đang là chủ một cái dự án kinh doanh nào đó của chính mình, thử test xem mấy câu hỏi này xem sao nha. Bạn hành xử như thể thay đổi luôn diễn ra trên thế giới, bạn hiểu trạng thái ổn định là rất hiếm. Bạn đã đối xử với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng của mình như những người trưởng thành, được trao quyền và những người biết cách làm việc hơn bạn. Bạn xem công việc như một hệ thống phức tạp, có sự tham gia của nhiều người. Hệ thống cần phải được thiết kế, xây dựng và quản lý một cách toàn diện. Bạn không cố gắng thay đổi hệ thống mà chỉ tạo ra các điều kiện đầu vào để nó tự thay đổi chính nó. Bạn hiểu rằng việc lên kế hoạch một lần và thực hiện hoàn hảo là một sai lầm, rằng kế hoạch hoặc rằng kết quả sẽ không bao giờ rõ ràng cho đến khi bạn làm xong. Bạn thử nghiệm và xem thất bại là bình thường, thất bại là con đường cần thiết dẫn đến thành công. Bạn không bao giờ có điểm kết thúc, bạn có các đội làm việc thường trực, tất cả mọi thứ là quá trình, một hành trình cải tiến. Bạn tăng vận tốc, chất lượng, chia nhỏ công việc để giảm nguy cơ, giảm nợ hệ thống và nợ văn hóa. Bạn đang linh hoạt thay đổi cách làm việc. Đã, những câu test vừa rồi các bạn có hết không? Nếu bạn làm những việc này, tức là bạn có tất cả những câu mà tôi vừa đọc, tốt lắm, bạn đã làm chủ được linh hoạt rồi đấy. Nếu bạn đang làm như vậy, chúng tôi hy vọng bạn vẫn tìm thấy giá trị trong cuốn sách này. Nếu bạn chưa làm, bạn thực sự cần phải đọc cuốn sách này đấy, vì nó không chỉ có lợi cho doanh nghiệp, cho sự nghiệp của bạn, mà còn có ích cho nhân viên và tổ chức của bạn nữa. Dưới đây là hai câu hỏi đặt ra cho bạn. Bạn có thể nói nhân viên của bạn sẽ làm việc tốt hơn trong vòng một năm tới không? Bạn có bất kỳ chương trình nào để tiến hành cải tiến không? Nhân viên của bạn có tiếp tục làm việc theo cách này mãi mãi? Kết quả làm việc và cách làm việc hiện tại có bền vững không? Nó có đang làm nợ hệ thống, việc thỏa hiệp và làm tắt, những điều này có ảnh hưởng tới tương lai không? Hay làm cho nợ văn hóa, làm tổn hại đến con người và văn hóa ngày càng nhiều lên? Đã hai câu hỏi, hai cái nhóm câu hỏi này các bạn trả lời sẽ là một thách thức lớn đó. Đây sẽ là hai thách thức lớn. Chỉ có một vài nhà quản lý trong tổ chức truyền thống có thể nhìn vào mắt chúng tôi và nói có với hai câu hỏi trên khi trả lời hai câu hỏi này. Đã, chỉ có vài nhà quản lý theo kiểu truyền thống thôi mới có thể trả lời hai câu hỏi một cách tự tin là có. Nếu chúng tôi nói với bạn rằng, như chúng tôi nói từ đầu, cách tư duy mới có thể làm chúng ta đi đầu, chúng ta thách thức niềm tin sâu sắc về cách làm việc cũ. Bạn không biết điểm kết thúc khi bạn bắt đầu thay đổi. Bạn không biết nó sẽ thế nào, khi nào sẽ sẵn sàng và chi phí ra sao và khó khăn như thế nào. Đó là một thách thức. Người quản lý là người phục vụ cho nhân viên của bạn. Người quản lý là người phục vụ cho nhân viên của họ. Bạn tìm thấy thành công qua nhiều thất bại. Thất bại là một phần bình thường công việc. Hãy chào mừng và tưởng thượng cho sự thất bại. Nhà người quản lý không biết nhiều về hơn nhân viên. Chức vụ của họ càng cao trong hệ thống phân cấp thì cả họ càng ít biết về công việc. Công việc không chảy trong một luồng tuyến tính đơn giản, nó chảy theo mọi hướng. Quản lý thường là một chi phí, một gánh nặng cho công việc, cần lật ngược thứ bậc để nhà quản lý hỗ trợ công việc. Nếu nhân viên của bạn quá chậm, hãy làm cho họ làm ít hơn. Nếu bạn phải sa thải ai đó, hãy xem xét lại bản thân, có thể bạn đã thất bại. Đừng đổ lỗi cho cá nhân trước, hãy nhìn vào hệ thống làm việc, hệ thống họ làm việc. Đừng đổ lỗi cho cá nhân, tức là cá nhân mà ai đó làm kém thì phải xem lại hệ thống. Không vận hành được bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai bằng 100% công suất. Sẽ không ai tin tưởng bạn như một nhà quản lý, trừ khi bạn tin tưởng họ. Đó là những cái câu mà tác giả muốn nói với chúng ta khi mà bắt đầu làm với cuốn sách này, đọc cuốn sách này để áp dụng. Có rất nhiều những cái phương thức quản lý mới mà tác giả đề cập ở đây. Và những cái phân tích rất cụ thể nha. Bạn nào đang là chủ doanh nghiệp mà đang muốn tìm một hướng đi mới cho một cái con đường phía trước, nhất là trong cái thời bất định này, thì đây sẽ là một cái cuốn sách rất là đáng để các bạn quan tâm. Và tôi thích có một cái đoạn là gần cuối, đó là trang 323. Tác giả nói về khi mà chúng ta áp dụng những phương thức mới á, thì chúng ta cần có một cái việc rất là quan trọng cần làm, đó là ăn mừng và chia sẻ. Một phần thiết yếu của việc củng cố sự thay đổi và duy trì động lực cho nhân viên và động lực cho tổ chức là ăn mừng và chia sẻ thành công. Thật đáng ngạc nhiên khi nhiều người trong tổ chức lại không biết về tiến trình cải tiến mà tổ chức mình đã đạt được. Những người liên quan đến việc chuyển đổi thi thoảng cần lùi lại để xem chúng ta đã đi được bao xa. Kể chuyện, không có dữ liệu được nghiên cứu tỉ mỉ hoặc các biểu đồ được trình bày đẹp mắt nào có thể so sánh bằng sức mạnh và sự hấp dẫn của một cá nhân khi họ đứng lên kể lại câu chuyện về hành trình của họ để đến được với cách làm việc mới. Hãy ghi lại câu chuyện bằng văn bản, video, affix cũng như khuyến khích mọi người kể về chúng cho mọi người, đặc biệt là cho các quản lý cấp cao. Trưng bày, đây là những phương pháp khác nhau ấy nha, để ăn mừng và chia sẻ và để tạo động lực cho sự thay đổi đấy.
trưng bày. Điều quan trọng là có các sự kiện nội bộ để giới thiệu tiến trình của sự tiến bộ. Các bữa trưa cũng rất hữu ích nên bạn các bữa trưa cũng rất hữu ích nhưng bạn nên xem xét việc tổ chức một chương trình nội bộ dành cho tất cả nhân viên. Hãy mời mọi người từ các tổ chức khác và các bên liên quan đến tham dự. Sự kiện này sẽ tạo ra sự chú ý và phấn khích. Đó là một chương trình, một lễ hội vui vẻ, không phải là một cuộc họp nghiêm túc. Tổ chức ồn ào một chút sẽ rất tốt, nó gửi đi thông điệp các phương thức mới là sự khác biệt. Hãy sử dụng biểu tượng Tail Unicorn chọn kỳ lân là vì nó là biểu tượng tạo nên sự kỳ diệu, sự hài hước, sự vô tư, giàu hình ảnh và làm cho mọi người mỉm cười. Đây, biểu tượng kỳ lân trên màn hình đấy ạ, yeah, Unicorn. Dù sử dụng biểu tượng nào thì một hình ảnh chủ điểm là điều cần thiết để xây dựng thương hiệu. Đối với nhiều người, hình ảnh minh họa có tác dụng tốt hơn là mô tả bằng từ ngữ. Nó cần phải có những ý tưởng mang tính biểu tượng, có ý nghĩa về cả từ ngữ và hình ảnh. Những sự kiện này nên được tổ chức ít nhất 2 lần một năm, nửa ngày là đủ, nhưng một ngày sẽ tốt hơn. Mục đích của những sự kiện này chủ yếu là gì? Thứ nhất, để chứng minh sự cải tiến thực sự có hiệu quả, ăn mừng thành công tiến bộ, tạo ra nhận thức về những gì tổ chức đã đạt được, tạo ra nhu cầu sử dụng các nguồn lực phát triển, ví dụ như huấn luyện, mẫu, thiết kế, tài liệu, công cụ và tự động hóa, chứng minh đây không phải là tổ chức cũ. Mục tiêu của những sự kiện này là để trình bày trạng thái hiện tại của các công cụ, các cách thức vận hành và quy trình, tối ưu hóa mô hình tinh gọn, thay đổi hành vi và cách làm việc, cải tiến và đo lường, phản hồi, cải tiến đo lường và phản hồi, cải tiến sự cộng tác và chia sẻ. Các nội dung bạn có thể tham khảo ở sự kiện này. Đó là chủ sở hữu sản phẩm, tiến bộ giới thiệu về những gì tổ chức đã đạt được cho đến ngày nay. Chỉ cần một slide ngắn về tương lai. Các nhà vô địch, các nhà tài trợ trình bày về những gì mà quá trình cải tiến đã làm được đối với họ. Các nhà lãnh đạo cấp cao sẽ được mời nói chuyện 10 phút một người về ý nghĩa của cải tiến đối với bộ phận của họ. Câu chuyện từ cá nhân, của cá nhân, từ nhân viên, đây thường là yếu tố quan trọng nhất. Bản mẫu, những thứ đã được xây dựng. Chúng ta có thể tổ chức các sự kiện khác để truyền đạt các lộ trình chiến lược trong tương lai và lên kế hoạch cho chiến lược đó. Nhưng đó không phải là mục đích của việc trình bày. Đừng rơi vào cái bẫy của việc tạo ra sự kiện quảng bá hướng tới tương lai với sự có mặt của các diễn giả và những bản kế hoạch hoành tráng. Điều quan trọng chúng ta cần làm là nhìn lại và chứng minh những gì chúng ta đã đạt được. Một điều cũng quan trọng nữa là phải có khu vực phát triển lãm của các bộ phận, nơi mà tất cả mọi người đạt được thành quả cải tiến, có cơ hội được thể hiện, thảo luận với những người tham dự giống như cách mà nhà cung cấp thường làm tại các hội nghị. Những người thiết kế phần mềm, công cụ tự động hóa cần phải biết rằng, hiểu rằng họ đang tiếp thị với người tiêu dùng của mình, rằng họ phải tạo ra một nhu cầu từ thị trường cho những đổi mới mà họ đang tạo ra, rằng việc cứ làm nó công cụ và người ta sẽ đến với mình là một cách tiếp cận không hiệu quả. Các bộ phận khác cũng nên tham gia triển lãm để thiết lập mối quan hệ với người tham dự, ví dụ bộ phận tài chính, thu mua, kiểm toán, nhân sự, rủi ro, bảo mật. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo cũng cần tham gia quá trình đó và làm đúng những điều đã được cung cấp để hỗ trợ cần thiết, thể hiện sự cam kết của bản thân. Việc tham gia cũng giúp họ học được một điều gì đó. Các cộng đồng. Hãy phát triển các cộng đồng chính thức và không chính thức trong tổ chức để đảm bảo rằng các mối quan hệ được kết nối, dòng chảy kiến thức được tự do chảy khắp tổ chức. Quá trình này tạo ra hiệu ứng là watercolor. Đây là câu chuyện vô thưởng vô phạt khi đồng nghiệp nói với nhau ở chỗ lấy nước. Đây là cái chú thích của biên tập viên ạ. Mọi người sẽ tình cờ học được điều gì đó trong khi chia sẻ các thông tin với nhau. Các cộng đồng nên có sự kết nối, đặc biệt là qua các bộ phận độc lập và các bộ lạc. Các cộng đồng cũng như một thực thể hữu cơ, chúng được sinh ra, lớn lên và chết đi một cách tự nhiên của chính chúng. Bạn có thể nuôi dưỡng chúng nhưng bạn chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Chúng tôi chia cộng đồng làm hai loại. Một là các cộng đồng có cùng mối quan tâm, giả định là mọi người không cần có kiến thức trước, họ đến vì tò mò và đến để tìm hiểu. Hai là cộng đồng thực hành, hay còn gọi là cộng đồng hội cùng ngành nghề hay hội những người cùng chuyên môn. Các cuộc thảo luận sẽ dùng ngôn ngữ chuyên ngành và mức độ ngày càng cao, mục đích là để chia sẻ những ý tưởng phát triển và sự phát triển mới để nhóm cùng hiểu, cùng đồng ý với nhau và để hỗ trợ nhau trong cái việc giải quyết khó khăn, thách thức chung. Cần lưu ý rằng một điều rằng các cộng đồng là nguồn thông tin, do vậy chúng nên được lọc và xác nhận bởi các chuyên gia. Cộng đồng có thể lan truyền những kinh nghiệm khôn ngoan và cả những cách giải quyết lỗi thời. Trong các cộng đồng cũng tồn tại những vấn đề khác. Chúng lan truyền những thái độ độc hại nhanh hơn những ý tưởng lành mạnh, những lời đồn thổi, các chuyên gia tự phong, dẫn dắt, sai lệch. Nhưng tất nhiên lợi ích tích cực vẫn nhiều hơn điều tiêu cực. Mà lợi ích to lớn nhất là các mạng thông tin phát triển trên khắp các bộ phận riêng rẽ và thông tin được lưu truyền tự do. Và theo tác giả thì đây là một cái cách để mà tạo nên cái môi trường quản lý linh hoạt. Đó, thì đó là một vài cái ý mà rất là thú vị. Ngoài ra, phần cuối cuốn sách tác giả còn gợi ý cho chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như là
nên học điều gì tiếp theo? Đây, tôi đọc cái đoạn này để bạn nào quan tâm lĩnh vực quản lý thì nghiên cứu nha. Đây, tác giả là một nhà nghiên cứu tiến sĩ chính sách công mà, cho nên tác giả đã gợi ý cho chúng ta này, nên học điều gì tiếp theo. Một trong điều tuyệt vời về những cách thức mới đó là rất nhiều con đường học tập đang mở ra trước mắt bạn. Nếu bạn là người tò mò thì điều này thật thú vị. Nếu bạn cảm thấy thoải mái theo những cách cũ, điều đó có thể khiến bạn sợ hãi và choáng ngợp. Hãy nắm bắt chúng theo tốc độ phù hợp với bạn và xem đây là cơ hội để thêm một chút gia vị trí tuệ vào cuộc sống. Hãy tìm kiếm những gì thú vị đối với bạn, xây dựng điểm mạnh của bạn, đừng tập trung vào điểm yếu. Có nhiều con đường để khám phá. 1. Các phương thức làm việc mới. 2. Công nghệ mới. 3. Lý thuyết linh hoạt ở quy mô lớn, doanh nghiệp linh hoạt. 4. Tư duy thiết kế. 5. Quản lý dịch vụ. 6. Quản lý sản phẩm. 7. Quản lý tinh gọn và lý thuyết về sự ràng buộc. 8. Lý thuyết hệ thống rắc rối, kháng bại và khả năng phục hồi. 9. Cơ cấu hoạt tổ chức và hành vi. 10. Thay đổi tổ chức, thay đổi văn hóa. 11. Truyền thông tiếp thị, lễ kỷ niệm mà ngoài ăn mừng. Cái đoạn tôi vừa đọc trước đó đấy ạ. Nó là phần không thể thiếu trong quản lý linh hoạt. 11. Lãnh đạo, phục vụ, chuyển đổi và cởi mở. 12. Tâm lý làm việc, an toàn, lỗi của con người, hưng thịnh. 13. Toàn vẹn, lý thuyết tích hợp, nhân văn và đạo đức. Đó là một vài những gợi ý, những từ khóa về những cái điều mà chúng ta nên học hỏi thêm để chúng ta có thể đủ cái sự linh hoạt cần thiết cho những thay đổi trong tương lai. Sử dụng mô hình phát triển cá nhân ở trong trang 234 để đảm bảo rằng bạn tiếp cận một cách cân bằng những chủ đề bạn chọn học, bao gồm thái độ, hành vi, kiến thức và mối quan hệ. Có rất nhiều những cái mô hình để mà chúng ta áp dụng cho cá nhân và tổ chức nha. Rất hay các bạn. Và có một cái kế hoạch hành động cá nhân ở ngay phần cuối sách nữa. Bạn sẽ làm gì sau khi đọc xong cuốn sách này? Hãy viết chúng ra và đánh dấu trên lịch xem lại và tổng kết lại những gì bạn đã làm. Đó, các bạn hãy thử điền vào trang này khi các bạn đọc xong nha. Và có một cái đoạn mà tác giả chúc chúng ta ở phần cuối sách này. Cuộc sống không phải là một buổi tổng duyệt. Bạn chỉ sống một lần, vậy tại sao phải lãng phí thời gian để làm những gì mà bạn không hài lòng, để không hạnh phúc? Hãy làm cho công việc của bạn tốt hơn mỗi ngày. Nếu bạn không thể làm cho mình hạnh phúc trong công việc, hãy làm khác. Nếu người quản lý của bạn không thể hiểu được những cách thức quản lý mới, hãy đến làm việc cho những nhà quản lý nào hiểu được điều đó. Thế giới đang trải qua sự thịnh vượng chưa từng thấy và phần lớn chúng ta không sống chỉ để tồn tại. Chúng ta có thể bắt đầu chú ý đến việc phát triển toàn diện tài năng và trí tuệ của mình để có được sự mãn nguyện. Hãy làm điều đó đi, chúng tôi đã làm. Vâng, đó là một vài cái gợi ý của tác giả ở những trang cuối cuốn sách. Và phần phụ lục cuốn sách thì tất cả những cái khái niệm cũng như những hệ thống lý thuyết liên quan tới quản lý linh hoạt, doanh nghiệp linh hoạt thì tác giả đã hệ thống cho chúng ta ở đây. Để cái phần trên tác giả viết theo cách rất là linh hoạt, một kết cấu kỳ lạ và một nội dung kỳ lạ, cách tiếp cận cũng rất là mới. Các bạn hãy thử tìm hiểu nha. Và cảm ơn Sài Gòn Book đã xuất bản một cuốn sách rất là thú vị này. Và cũng một nhân duyên rất thú vị đó là bạn chị ấy lại là đã từng, tôi đã may mắn từng học với chị trong một lớp của sư phạm. Và chị đưa ra, hai tác giả đưa ra hai trang những cái tài liệu cần đọc rất hay để các bạn trong chuyên môn của mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là một vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người trong cái cuốn sách Nhà Quản Lý Linh Hoạt. Với 378 trang và giá bìa là 250.000, các bạn có thể tìm hiểu nếu các bạn đang là một nhà quản lý, một doanh nghiệp của bạn hay là một doanh nghiệp mà bạn làm quản lý trong đó, thì tôi nghĩ đây là một cái cuốn sách đáng để bạn tham khảo để áp dụng cách thức quản lý linh hoạt vào doanh nghiệp của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người một đêm ngon giấc nha. Ngày mai cuối tuần thật là vui. Dù tin Covid có như thế nào chăng nữa thì hãy lạc quan yêu đời và giữ sự an toàn cho mình và cho cộng đồng nha. Và nhiệm vụ của chúng ta là học cách chấp nhận sự thay đổi và linh hoạt với sự thay đổi. Từ đó chúng ta sẽ tồn tại theo một cái cách riêng của chúng ta. Tốt xấu không ai có thể đoán trước được. Một tương lai bất định mà, đúng không ạ? Không ai có thể đoán trước được rủi ro đâu. Nhưng hãy đón nhận nó. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người.